Nhằm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nông sản, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang đã thành lập điểm hỗ trợ cho nông dân tiêu thụ nông sản tại số 213 đường Lê Hồng Phong, khu phố 8, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Qua thời gian hoạt động đã giải quyết số lượng lớn nông sản cho địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Gần một tháng qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã vào vụ thu hoạch các loại nông sản. Hai huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải vào vụ thu hoạch thủy sản. Các huyện đất liền như U Minh Thượng, Tân Hiệp, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương đang vào vụ thu hoạch các loại rau củ quả. Tuy nhiên, do giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 phòng chống dịch COVID-19, nên tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của điểm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản đã mở ra hướng mới cho bài toán tiêu thụ nông sản trong nhân dân. Trung tâm Hỗ trợ Nông dân đã từ khi giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì tại tỉnh Kiên Giang thì đã làm cái điểm tập kết thứ nhất là các hàng thủy hải sản ở các hòn đảo là nơi không có khách du lịch, tồn trữ các sản phẩm rất là nhiều thì mình về tới đây mình tiêu thụ. Thứ hai nữa là các rau củ quả là những cái mặt hàng mà dễ bị hư tổn nhiều nhất, cho nên là đã kịp thời mua các loại rau củ quả của bà con ở các huyện. Trong suốt quá trình thời gian thực hiện, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang đã quán triệt trong cán bộ hội viên thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Từ các địa phương vận chuyển về điểm hỗ trợ tiêu thụ và trong thời gian phân phối bán lẻ cho các siêu thị và khách hàng. Hoạt động giới thiệu của Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Kiên Giang còn thông qua các trang mạng như Facebook, Zalo, liên hệ điện thoại trực tiếp và các hình thức khác phù hợp tiện ích để bà con biết và đến điểm bán để mua nông sản. Tôi nghe nói Trung tâm Hỗ trợ Nông dân có tổ chức một cái điểm bán đồ cho nông dân trong mùa dịch đó. Rồi tôi thấy tình hình dịch cũng khó khăn cho bà con. Rồi tôi đi ngang, tôi thấy tôi cũng ghé vô ủng hộ để bà con mua bán đồ này cho nó đỡ lên được một chút. Nói chung mấy ngày nay giãn cách xã hội thì mình lên Facebook của chị Loan giám đốc ở đây. Chị đăng lên Facebook rồi cái nó chia sẻ lên là có giải cứu hàng nông sản nông dân. Thì thời gian giãn cách này thì cái di chuyển hàng hóa rất khó khăn. Rồi đánh bắt cũng không có thuận tiện để mình phải như ngày thường được. Ông bà con mình cũng đến đây là mua ủng hộ cho nông dân có đầu ra sản phẩm nông sản. Qua gần một tháng thành lập và đưa vào hoạt động điểm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đến nay đã tiêu thụ được 20 tấn bắp, dưa leo, khoai môn, củ cải trắng và nhiều rau củ quả khác và các loại thủy hải sản. Đây là các loại nông sản có số lượng lớn đang thu hoạch tại các địa phương.